Không giống như mọi lần thích chơi trò lấp lửng, hệ thống lần này liên tục đưa ra cảnh báo. Hắc ám đã nhận ra sự hiện diện của ngươi, là nó đã khiến trận thủy triều linh lực này đến sớm hơn bình thường. Nó sợ rằng sự phát triển của ngươi sẽ đe dọa nó. Ngu tử Du tròn xoe mắt ngước nhìn hệ thống mong nhận được một lời giải thích nhiều hơn từ nó. Đe dọa đến cái bóng tối đó sao? Ta có khả năng đó sao? Hắn không hiểu, ngập ngừng tâm sự với hệ thống. Ta muốn trở nên mạnh mẽ thì phải đánh giết những sinh vật khác. Mà những sinh vật mà ta đã giết, không phải tất cả đều sẽ biến thành những tử linh bị hắc ám hấp thu sao? Chẳng phải ta càng trưởng thành bao nhiêu cũng đồng nghĩa với việc khiến nó mạnh mẽ thêm bấy nhiêu sao? Hệ thống nhẫn nại đáp trả, cuộc chiến giữa các sinh vật khác đúng là như vậy, cái chết được sinh ra khiến hắc ám trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng người thì không. Đây rồi, mấu chốt vấn đề nằm ở đây. Ngu tử Du nhíu cái trán chọc lốc của mình lại hỏi hệ thống, vì sao lại như thế? Hôm nay hệ thống không hề biến mất khi ngu tử Du xoáy vào những câu hỏi mang tính trọng tâm. Nó thẳng thắn đáp rằng, cái chết mà ngươi tạo ra sẽ không biến thành tử linh rồi bị hắc ám hấp thụ, mà nó sẽ trở thành điểm tiến hóa bị ngươi hấp thụ. Có thể nói là, nó im lặng một chút như đang chuẩn bị nhấn mạnh câu tiếp theo, ngu tử Du căng tai chờ đợi, không ngờ lại là ngươi chính là hắc ám thứ hai. Đương nhiên hắn hoang mang không hiểu hệ thống đang nói cái gì, cái đầu chọc vì câu nói này mà bắt đầu xoay điên cuồng để loát được thông tin. Hệ thống rất nhanh dã bổ sung thêm một câu mang tính an ủi hời hợt, nhưng hiện tại nó vẫn mạnh hơn ngươi, ít nhất là sự tồn tại của nó có thể tạo ra thủy triều linh lực, đủ mạnh để thống trị sự tiến hóa của cả hành tinh. Hắn cúi đầu ngẫm nghĩ, mình lại phải đối đầu với đối thủ như vậy mà có thể thắng sao, có lẽ mình sẽ chết rất khó coi phải không? Nhưng không thể nào bó tay chịu trói được. Đằng nào ngu tử Du cũng chẳng còn đường lui, ít ra hôm nay còn biết được mỗi một dị thú mình giết là thêm điểm tiến hóa cho bản thân chứ không phải cho đối thủ. Thế chẳng phải vẫn có đường đi cho hắn rồi sao? Nghĩ vậy, cái miệng kia nhếch lên một nụ cười, bắt đầu chỉ bằng những tiếng ha ha nhỏ nhỏ, sau đó ngu tử Du phá ra cười như có chuyện gì hề hước dữ lắm vậy. Tiếng cười của hắn khiến hệ thống câm nín, muốn hỏi là sợ quá hay sao? Nhưng khuôn mặt này đâu giống kẻ đang sợ sệt, hắn dương ánh mắt lì lợm nhà ra một câu, ta thật sự đã phấn đấu quá mức rồi. Hắn đột nhiên bật ra một ý nghĩ, ta dường như đã hiểu ra một chút lý do vì sao mình lại đi đến thế giới xa lạ này, có thể nói bản thân đã hiểu ra ý nghĩa của việc mình được chọn để tái sinh trong thế giới này. Vậy chuyện hắn uống nước sặc là thật hay tất cả chỉ là sự sắp xếp của hệ thống để đưa hắn đến đây đầu thai? Hệ thống không rõ ngu tử Du đang nghĩ sâu xa đến như vậy, nó tiếp tục nói cho hắn biết, có khả năng thủy triều không bắt đầu ở chỗ sâu của hành tinh này. Xác suất đại khái sẽ ở nơi nào đó trên tinh không hoặc là chỗ sâu trong hư không. Thủy triều linh lực lần này là thủy triều linh lực đáng sợ nhất từ trước tới nay, chắc chắn sẽ quét sạch toàn bộ vũ trụ. Nhưng nếu chữ quét sạch theo đúng nghĩa mà nó nói thì đương nhiên chẳng có chuyện hôm nay hệ thống nói nhiều với ngu tử Du như vậy. Nó trầm giọng nhắc nhở, nhớ nắm chắc cơ hội lần này. Đó cũng chính là câu tạm biệt. Hệ thống biến mất khỏi tiềm thức của ngu tử Du. Nhìn từ bên ngoài vào, hắn chỉ giống như đang say ngủ. Đám dây leo vẫn bay xào xạc trong gió, đôi mắt nhắm nghiền trên cái bầu cây liễu từ từ hé mở. Ngu tử Du đã ngước lên trên, rất nhanh thấy được cửu vĩ đang yên lặng ở đó. Nó có thể yên lặng ngồi trên cành cây của cây liễu cả ngày, nhưng hôm nay ông sếp có nhiệm vụ cần giao. Cửu vĩ, ngươi đi gọi Thanh Cường và Kim Tức cùng Ngưu Ma và Đế Ngạc đến đây, ta có chuyện muốn nói. Chuyện này hơi đột ngột, bởi ngoài Thanh Cường và Kim Tức ở trong lãnh địa Mê Vụ Đại Sơn, hai anh em to khỏe kia đều đã đi đến vùng đất của mình để canh giữ vòng ngoài. Nhưng cửu vĩ không nhiều lời, chỉ vâng một tiếng thận trọng rồi rời đi ngay. Đêm đó, ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đầy sương mờ của Mê Vụ Đại Sơn, nhóm anh chị em mà cửu vĩ đi gọi về mới đến nơi. Từ cái đợt được nhét cho trái trứng rồng được tăng cấp đến giờ mới gặp lại Đế Ngạc, nó vẫn sừng sững với kích thước đáng sợ như vậy, một con mắt thôi đã lớn bằng phần đầu của cửu vĩ. Có điều, rất lâu rồi thần thụ mới cho gọi nhiều đứa đến như thế, thường là cho dặn riêng mà thôi. Kim Tức thấy bất an, lòng thầm nghĩ sao chủ nhân lại đột nhiên gọi chúng ta đến đây. Ngu tử Du nhìn chăm chăm cả bọn từ trên cao, nhẹ giọng hỏi, đều đến đủ rồi à? Thế thì vào việc luôn cho đỡ dài dòng nhé. Không bao lâu nữa ta sẽ chìm vào giấc say vì tu luyện, trước đó ta muốn dặn dò các ngươi vài chuyện. Cả đám im lặng lắng nghe ngu tử Du phân phó. Trong những thành phố bị công chiếm mấy ngày trước, ngoại trừ thành Bán Nguyệt, còn có một tòa Yên Thành, đã công chiếm rồi thì thuộc lãnh thổ của chúng ta, có điều tòa thành kia giao cho Kim Tức quản lý. Lại nhìn qua Thanh Cường, ngu tử Du nói tiếp, người dẫn nhân viên nghiên cứu khoa học của thành Bán Nguyệt và Yên Thành về thành phố ngầm của hẻm núi Bắc Vũ, hãy để họ tiếp tục nghiên cứu dự án biến đổi gen, họ muốn gì thì cứ cho, bao gồm cả tinh hoa sinh mệnh, đảm bảo nhu cầu của họ. Anh ta vâng một tiếng hiểu chuyện, ý của thần thụ là cái gì cũng cho để phục vụ nghiên cứu, còn cái nào vượt quá giới hạn đã có Thanh Cường chặn lại ngay, đoạn sau không nói anh cũng thừa hiểu rồi. Đế Ngạc, sau này ngươi không cần quản lý toàn bộ Mê Vụ Đại Sơn nữa, ngươi phụ trách toàn bộ phạm vi bên ngoài Đại Sơn, chuyện bên trong giao cho Ngưu Ma đi xử lý. Lại nói đến anh hai, ngu tử Du dặn dò, Ngưu Ma, sau này toàn bộ dị thú Mê Vụ Đại Sơn đều do ngươi quản lý, bao gồm tất cả mọi chuyện như chiến đấu với bên ngoài, trợ giúp, đồng minh. Nó cũng vâng một tiếng dứt khoát, không hỏi lại thêm. Cuối cùng chính là ngươi, cửu vĩ, chuyện mời chào đồng bạn mới ta giao cho ngươi. Cần vị dị thú nào hỗ trợ, ngươi trực tiếp tìm Ngưu Ma là được rồi. Cửu vĩ là chị cả nhưng về chuyện quản lý và giao tiếp với đàn em, phải nói thật Ngưu Ma giỏi hơn nó nhiều. Điểm mạnh của cửu vĩ là hành động đơn độc, ngu tử Du sẽ để nó tiếp tục đi thuyết phục những cá nhân khác gia nhập lực lượng Mê Vụ Đại Sơn. Những kẻ khác không hỏi đến, có Kim Tức tò mò hỏi, chủ nhân, lần này ngài ngủ say trong bao lâu?
Hắn đáp mình không biết, lần này không giống như giấc ngủ lên cấp nên rất khó đoán định, nên thành thật đáp bản thân không rõ, có thể là nửa năm hoặc là một năm. Tóm lại, thời gian sẽ không nhanh cho lắm, hắn cần anh chị em chúng nó phối hợp nhau chờ đến lúc mình trở về. Cho nên giờ hiểu lý do hắn gọi những nhân vật cốt cán của hẻm núi Bắc Vũ lại để phân phó rồi chứ. Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện của Mê Vụ Đại Sơn liền giao cho các ngươi. Cả đám đồng thanh dõng dạc đáp vâng, Ngu Tử dù thấy yên tâm phần nào để có thời gian suy ngẫm kế hoạch sắp tới. Nhớ lại lời hệ thống nhắc nhở, hắn đã có mục tiêu tiến hóa mới. Để đối phó với thủy triều linh lực đang lên, mình nhất định phải cố gắng mọc rễ cây về phía hư không. Dù sao thì nó rất có thể đến từ hư không. Chờ đó đi hắc ám, ta nhất định sẽ không thua. Ngu Tử dù bắt đầu tiến hóa ngay tại chỗ, mấy cái rễ và dây leo của hắn phát ra ánh sáng xanh tím lạ lùng, tiềm thức dần dần chìm trong mơ hồ vẫn luôn lẩm nhẩm, cho dù linh lực của thế giới tiêu tán vì ngươi, ta cũng tuyệt đối. Những chữ sau cùng chìm hẳn vào thinh không, Kim Tức ngước nhìn ánh sáng phát ra từ thần thụ như trong một giấc mộng, thẫn thờ đến đờ ra, không thể nhịn được mà thốt ra, đẹp quá. Toàn thân cây liễu đã chuyển sang màu tím, dây leo tỏa ra ánh sáng bàng bạc như nắng từ thiên đường chiếu rọi. Ngu Tử dù lẩm nhẩm ba chữ, sẽ sống sót rồi tự chìm vào cõi hư vô. Từ hôm đó cây liễu đã đổi màu nền, không còn vẻ đáng sợ sừng sững của yêu thụ, tỏa ánh sáng nhẹ lên cả khu vực Mê Vụ Đại Sơn, nhìn kiểu gì cũng giống một mẫu thụ trong những câu chuyện tâm linh truyền thuyết. Ở nơi cách đó ngàn dặm, Thiên Sơn Đậu trên phần nhọn của cọc đá nghìn năm tuổi đâm xuyên qua những đám mây, vốn là chỗ trú ẩn của Bạch Tượng, một trong những tiêu biểu chống lại phe hắc ám. Đột nhiên hôm nay xuất hiện một bóng người, mà đó có phải là người không nhỉ? Xa quá mà mít lại bị cận nhìn không rõ, các bạn nhìn giúp xem đó là ai? Ở Long Thần Giả Khô Cằn Trơ trọi dưới màn đêm đen, đầu lâu xương trắng nứt nẻ có tự ngàn đời, đang yên tĩnh tịch mịch, đột nhiên bị khuấy động dữ dội bởi bàn chân rồng rậm mạnh xuống đất. Rồng sấm sét đến rồi sao? Nhưng không phải, cũng là rồng nhưng con này không phải rồng sấm sét, nó trông già nua hơn rất nhiều, đang dẫm lên mặt đất của Long Thần Giả mà bước đi. Ở châu Úc, kẻ thống trị đằng sau cả châu lục đêm nay cũng cảm thấy sự bất an dâng trào. Nó đang ở một nơi sâu thẳm ôm lấy những khối đỏ bên dưới cứ như trứng, nhưng luồng linh lực dao động mãnh liệt đã báo điềm chẳng lành. Từ sâu trong màn đêm tối, nó cất tiếng trầm khàn đoán định, thế giới này sắp phải đổi thay nữa rồi. Những kẻ sống lâu nhưng không có hệ thống, liệu có biết trận thủy triều linh lực sắp đến hay không? Rời khỏi Mê Vụ Đại Sơn vẫn là những con đường được phủ trong bóng cây rậm rạp, lối nhỏ cho đám người từ thôn làng xuống kiếm củi trong rừng vang lên tiếng nỉ non sợ hãi. Một đứa nhỏ nhìn bạn mình bị một con sói xám cắn ngang người, sợ đến mức không đứng thẳng nổi. Toàn thân nó xây xước, ngước mắt nhìn mà nước mắt lưng tròng, chìm trong sợ hãi chỉ thốt ra hai chữ, không muốn, trước hàm răng sắc nhọn đang lao đến của sói kia chỉ có thể bất lực hét lên. Con sói há to cái mõm răng lởm chởm nhọn hoắt, thích thú tấn công một nhân loại chân yếu tay mềm, đường lúc sắp chạm vào đứa nhỏ, toàn thân bị bạch hổ cạp ngang chạy vụt qua. Về kích thước thì khỏi phải nói, con sói xám này chỉ đủ nhét kẽ răng nó mà thôi. Ánh mắt dữ dằn của nó liếc xuống tên con người kia rồi vọt người qua bãi đất đằng sau, răng siết chặt con sói là nó rú lên đau đớn. Bạch hổ đáp đất, con sói xám đã bị cắn đến chết. Nó nhả con dị thú ra, trên miệng còn vương mấy vệt máu khiến giao diện trông kinh dị hẳn, dọa tên con người đã sợ nay còn nhát chết hơn. Đã có bạch hổ thì làm sao thiếu Kim Tức, thằng nhỏ sợ hãi quá độ, lùi gấp ra đằng sau không biết mình đã chạm phải cô. Từ góc nhìn bên dưới lên thế này, khuôn mặt Kim Tức tối sầm, trông như cô hồn dã quỷ đến đòi mạng, lại khiến nhóc con sợ đến mực miệng cứng ngắc không dám hét lên,